Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh chương nha. Em về thêm Xpander Cross cho anh chị nè. Cho anh chị đang tìm một chiếc xe 7 chỗ nhập khẩu giá rẻ, máy xăng nghe máy, tiết kiệm và cực kỳ bền bỉ. Đây là Xpander Cross máy 1.5 số tự động đời 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Và xe này mang nick sơn 1 cam nha anh chị, một trong những màu đẹp nhất của Xpander Cross. Xe Xpander Cross là một bản thể thao của Xpander. Nó khác về cái mâm to hơn, có ốp lườn và cua về, nhìn thân xe nó sẽ cứng cáp hơn. Nội thất hai tông màu và phía trên là có giá nóc nữa. Em sẽ đi một vòng tổng thể cho anh chị xem nha. Xe Xpander Cross thì giá mới nó sẽ mắc hơn Xpander thường nó khoảng 30 triệu anh chị. Đây, một vòng tổng thể cho anh chị xem. Xpander Cross nè, có thêm chữ Cross là bản thể thao. Đây, mi LED. Em mở nội thất cho anh chị xem nha. Phía sau là có cam lùi, có ló sàn hết rồi. Đây, đây em vừa gặp hàng ghế cuối lại cho anh chị xem. Cái không gian cốp rất rộng luôn ha. Phía sau là có chỗ đường ly nè anh chị. Đó, trần sàn đã bọc hết rồi. Xe này có trang bị thêm màn hình Android nữa rồi. Xíu em vào cho anh chị xem nha. Đây anh chị nhìn thiết kế này, nhìn cứng cáp quá ha. Bởi vì nó có mấy cái body này nè anh chị. Vỏ cũng còn tương đối thôi, không quá dày đâu. Vỏ này anh chị chạy đâu đó khoảng 20 tới 30 ngàn nữa thì mới thay. Xe có trang bị áp suất lốp nữa chị. Mâm nhìn to bản, nhìn đẹp quá ha. Phía sau là tang trống, có lên áp suất lốp nè. Để em vào nội thất cho anh chị xem. Xe có ốp chén cửa hết rồi. Về che mưa, phim cách nhiệt, lót sàn. Đó, đầy đủ hết. Đây, Xpander Cross nó sẽ là hai tông màu anh chị. Màu cà phê, màu be và màu đen. Đây, cửa gió nè, cửa gió phía sau mình có thể điều chỉnh quạt được. Đó, tùy biến. Có lên màn hình OLED nha anh chị, có camera hành trình. Xe này có cruise control, smart key, cân bằng điện tử, gương cập chỉnh điện. Nói chung những cái cơ bản thì xe Xpander Cross này cơ bản nó có rồi. Đó. Để em lên hàng ở đầu cho anh chị xem ha. Một trong những xe mà doanh số bán đỉnh nhất của nhà Mitsubishi, ra là phá đảo của Innova luôn. Đập đổ chén cơm của Innova luôn. Đây cân bằng điện tử nè anh chị. Đây ghế nè. Đó. Xe này lúc giao thì bên em còn dọn rửa lại một lần nữa ha. Nó còn sạch đẹp hơn nữa anh chị. Đây, em đang quay ngoài nắng cho anh chị xem một cách rõ ràng nhất á, thì nó sẽ hơi bị chói tí xíu. Đó. Đây nội thất hai tông màu nè anh chị. Đây là màu be nè, đây là màu bạc, đây là màu đen nè. Màn hình nó hơi bị chói, nó hơi tối, anh chị thông cảm nha. Đây 35.000 cây số. Anh chị nhìn vô lăng nè. Đó, còn tươi lắm. Vô lăng có cruise control, điện thoại rảnh tay. Đèn thì đèn thường thôi, không có đèn tự động. Đây, có camera hành trình nữa. Cần số nè anh chị. Để em lên nét cho anh chị xem nha. Đó. Ở đây là điều hòa thường thôi, không có điều hòa tự động. Để em ra mở khoang máy cho anh chị xem. Anh chị nhìn lại nội thất nè. Đó. Nội thất còn tươm tất lắm, sạch sẽ. Xe này bên em đã bảo dưỡng xong hết rồi. Nói chung tất cả xe bên em bán ra cho anh chị thì bên em sẽ hỗ trợ thay nhớt, lọc nhớt luôn và chăm sóc xe sạch đẹp tươm tất. Và chất lượng chắc chắn sẽ đảm bảo cho anh chị là tốt nhất. Cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị hết. Đây chế đèn là đèn LED nha anh chị. Đèn LED nha. Đẹp quá ha, nhìn sáng bóng quá. Đó. Rồi để mở khoang máy cho anh chị xem nha. Giờ đây mấy xe này anh chị. Máy 1.5 số tự động, một trong những xe 7 chỗ tiết kiệm nhất phân khúc, được cả là nhập khẩu nguyên chiếc nữa. Đây máy đang quay nè, em cho anh chị xem. Máy này em rua. Đó. ABS nè. Đây. Anh chị nhìn nè. Đó, máy móc là nguyên zin hết, nổ rất là êm luôn, gọi là thi thầm luôn. Máy móc và chất lượng pháp lý thì công ty sẽ đảm bảo cho anh chị ha. Thì cái đó thì anh chị yên tâm, có cam kết bằng văn bản rõ ràng. Rồi xe này đang được chào bán với giá là 568 triệu thôi anh chị. Anh chị có một chiếc xe 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc, còn rất là mới vậy đây. Có trang bị thêm màn hình Android, camera hành trình, lót sàn, bọc trần, lên gần như là đủ rồi. Đó, có thêm áp suất lốp nữa. Rồi anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha, qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Nếu như anh chị có xe muốn cáp đổ, muốn lên đời hoặc là biết người quen để bán xe thì giới thiệu với em nha. Sắp Tết rồi em cần mua rất là nhiều xe về để phục vụ anh chị đi Tết. Nếu như mà anh chị có thông tin hoặc là biết người quen để bán xe thì kết nối với em nha. Rồi cảm ơn chị xem video nha.